Xin chào tất cả các bạn. Thì cách đây 2 tuần ở Bình Ba, Châu Đức có một cái tin sốt dẻo, đó là Vingroup xuống đầu tư cơ sở hạ tầng, khảo sát đầu tư cơ sở hạ tầng để họ thực hiện cái dự án Vinhome nhà ở của họ. Thì hôm nay mình sẽ đi xuống dưới đó, mình xác minh xem coi là đất sốt cỡ nào mà từ giá 85 triệu đồng một mét ngang mà bây giờ nó lên tới 500 rưỡi một mét ngang, mà trong khi đó văn phòng môi giới, văn phòng công chứng Châu Đức giao dịch vẫn bình thường. Thì ở dưới đó nó giao dịch ở cái dạng như là cò mua với nhau, rồi người này đặt cọc người kia, rồi từ cọc hợp đồng của người này sang nhượng cho cọc hợp đồng của người kia, mà tôi thấy nó đâm đầu, nó mua kinh khủng lắm quý vị. Ê các bạn ơi, hôm nay xách xe chạy xuống dưới đó coi, hỏi dò coi dưới đó nó như thế nào. Ôi mà mẹ ơi. Rồi giờ chia sẻ lại cho quý vị, mình cũng chia sẻ luôn đất ở dưới Bình Ba, Châu Đức. Thì hiện tại giá đất thì nó cũng khá là ok, nhưng mà hiện tại giờ mà các bạn mà đầu tư vào với cái giá hợp lý thì được. Không biết là Vingroup là nó khảo sát thì nó có thực hiện đúng hay không, mình chưa biết được. Tại vì các bạn đã biết, mình muốn đầu tư một cái gì đó thì ngay cả một cái người thường như mình á, thì mình cũng phải khảo sát coi là giá cả ở đó có đúng hay không, rồi thị trường như thế nào, rồi tâm lý như thế như ra sao, rất là nhiều lý do. Mà các bạn biết đó, khi các bạn đầu tư, chính các bạn đầu tư thì tâm lý của các bạn đã như vậy rồi. Thì đối với tập đoàn lớn như là Vincom, Vingroup ấy, thì nó không thể nào mà để các bạn, không thể nào mà xuống các bạn đất sốt lên một mét ngang là 600-700 triệu rồi nó đền bù cho các bạn cả. Bác Phạm Nhật Vượng, bác không có ngu. Thì ở đó, ở dưới đó tôi chắc chắn đảm bảo với quý vị rằng là nó được độ giá lên bởi mấy anh cò. Mà mấy anh cò thì miệng mấy anh nó dẻo lắm, mấy anh nó nói cái gì cũng được hết. Tôi gặp rồi, tôi ghét ghét mấy anh. Ví dụ như là mình gặp một cái người môi giới, họ tư vấn mình là như thế này như thế kia, rồi đất đai rồi như thế này, nó sốt như thế nào, và giá thị trường như thế nào, và cò kiết như thế nào. Ở đây á, ở dưới đó, ở dưới Châu Đức là gần Vũng Tàu mà tôi đi suốt. Thì mấy anh cò, mấy anh không bao giờ mấy anh lên mạng mấy anh bán đâu, mấy anh bán qua mối quan hệ, rồi mấy anh theo cái lời ăn lời nói khôn khéo của mấy anh đó các bạn. Mấy anh nói hay lắm, mấy anh nói miếng đất méo mà thành miếng đất vuông cũng được đó. Rồi thì hôm nay chạy xuống dưới quốc lộ 56 thì tôi sẽ coi. Hôm nay là chủ nhật, mấy ngày thường đã rất là đông rồi, mà tôi không biết là hôm nay là chủ nhật nó có đông hay không. Tôi sẽ chạy xuống, hôm nay là ngày 16 tháng 2 năm 2020, tôi sẽ chạy xuống đó, tôi coi là ở dưới đó nó sốt đất như thế nào. Tôi đi ô tô các bạn, tôi mướn ô tô biển tỉnh khác luôn, tôi chạy xuống đó coi cò nó có bu cơ không. Cò nó bu tôi sẽ biết được giá đất nó như thế nào. Và tôi cũng khuyên các bạn luôn là thời điểm này các bạn đừng nên đầu tư vào dưới quốc lộ 56 ở Châu Đức, tại vì giá đất ở đó nó không còn là 85 triệu một mét ngang nữa, mà là nó là 700 triệu một mét ngang, nó lên gấp 10 lần. Đúng rồi, nó lên gấp 10 lần các bạn ơi. Mà nó lên như vậy
đất gì đó nó trồng cao su, cây cao su không à, mà tôi chả biết là nó lên để làm gì. Mà tôi không biết là các bạn có lên mạng, các bạn có coi thông tin truyền thông hay không, mà các tôi thấy các bạn cứ đâm đầu vô, các bạn mua nếu như một cái số tiền vài tỷ, các bạn nên đầu tư ở một cái vị trí khác khi nó chưa có dự án gì cả. Còn mấy cái vị trí mà nó ôi rồi ngã năm, còn mấy cái vị trí đất mà các bạn thấy không, trời đất cha mẹ ơi, có một cái công văn khảo sát của VinGroup được phó chủ tịch huyện Bình Ba ký, cái người ta xuống người ta đo thôi, có 3-4 người ta đo thôi, mà mấy bạn xuống, mấy bạn nhào xuống đó, mấy bạn mua đất mà giá nào các bạn mua. Nhưng tôi biết chắc chắn rằng các bạn mua, khi các bạn mua là chỉ có 1-2 nhà đầu tư bị bủa vây bởi những cái lời nói của mấy anh cò thôi. Còn tôi nói thật sự, 10 người người ta đặt cọc ở đó, người ta đặt cọc một miếng đất, ví dụ như miếng đất thì 85 triệu người nông dân người ta bán, 85 triệu mét ngang người ta bán cho các bạn á, là nó qua tới, nó lên tới 10 lần như vậy á, là chắc là nó qua tới 10 con cò rồi. Và các bạn mua ở với cái giá là 700 triệu một mét ngang á, là các bạn là người cuối, mà các bạn là người cuối, các bạn nhào, các bạn mua, các bạn để đó tới 10 năm sau á, khổ. Thì hôm nay tôi chạy xuống tôi coi nó như thế nào. Đây đường qua, wow. Đường đẹp không các bạn? Đây là đường Bà Rịa xuống dưới châu đất đó nha. Đường nó còn thế này thì ở dưới đó mà nó có cái dự án to tướng 800.000 hecta rồi. Rồi thì bây giờ tôi đã tới quốc lộ 56 rồi các bạn ơi. Quốc lộ 56. Ôi mẹ ơi, vừa quay phim vừa lái xe các bạn nè. Quốc lộ 56 các bạn thấy cái GPS của xe tôi. Đây là quốc lộ 56. Đây những anh cò. Đấy, những anh cò có đất à. Biển 72. Ôi, hôm nay cũng đông lắm. Kinh khủng lắm. Đường này thì tôi giới thiệu với các bạn sơ qua quốc lộ 56. Đây là quốc lộ 56. Đây tôi đang đi trên vị trí như quốc lộ 56. Thì tôi giới thiệu đầy đủ đấy, hai bên xe đấy, xe này luôn, biển Vũng Tàu không. Đấy, lại xe. Ô, cò vẫn còn hoạt động các bạn ơi. Đấy, cò. Thì tôi xin giới thiệu sơ qua các bạn về quốc lộ 56 này. Thì quốc lộ 56 này có lâu rồi và nó được mở rộng ra cũng khá lâu, và đường hai dân cư hai bên thì cũng khá là tấp nập. Thì cách đây 2 năm thì quốc lộ 56 này giá đất của nó chỉ rơi vào tầm 65 đến 100 triệu mét ngang. Dân dưới đây họ bán mét ngang, có nghĩa là cái bề ngang, các bạn thấy cái bề ngang, cái bề ngang của nhà, cái nhà họ không cần quan tâm họ là sâu bao nhiêu, họ sâu 100-200 mét cũng được, nhưng mà bề ngang của họ mà có 1-2 mét thì giá đất nó chỉ rơi vào tầm, cái đây 2 năm nó rơi vào tầm 65 triệu đến 100 triệu mét ngang. Thì dân dưới này họ chủ yếu là hai bên đường, họ chủ yếu là mở quán. Đây, quán cà phê. Ồ, lại cũng có cò. Ồ, biển 72 không à. Chắc là mấy nhà dân này họ bán. Họ thấy đất lên quá rồi, ai mà mua thì họ bán. 60. Đường này mỗi ngày nó cũng khá vắng, bây giờ tấp nập thế nhỉ. Hôm nay chủ nhật thì
thì các bạn 800 hecta thì nó rất là lớn các bạn, rất là khủng khiếp, lớn kinh khủng lắm. Ôi, còn đấy còn 51, ui ôi là Sài Gòn rồi, còn mới đi một khúc đầu, đây là khúc đầu thôi nha các bạn, mới đi một khúc đầu thôi mà tùm lum cò cò đứng đầy đường. Tôi chả hiểu nổi. Thì tôi nói tiếp tục về cái vấn đề gọi là gì vậy trời, đâu có mua đất đâu Bắc Kè, tiền nó mua đấy cò nữa này, đấy đấy cò cò. Chắc tôi phải xuống, tôi xuống, tôi giả bộ, tôi xuống khúc nào đó tôi giả bộ, tôi đứng tôi chỉ cho, ui rồi cò này đấy cò. Ôi trời ơi các bạn Sài Gòn, các bạn không có thông tin hay sao, các bạn cứ vẫn đâm đầu xuống đây mua vậy trời cò. Nhà đầu tư thì ít, tôi nghĩ nhà đầu tư thì ít, chắc cò thì nhiều đấy trời ơi. Quán cà phê này đầy cò. Đây là cái khúc đường vàng của cò, khúc này thì đấy. Ôi ôi đứng ngay, đứng 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 rải truyền đơn này. Ôi trời ơi vẫn còn đông lắm, dưới này vẫn còn đông lắm, xe vẫn còn xếp lớp. Chỗ 72, 72 quán cà phê trên này ngon. Ở đây mới là nửa đường thôi. Trời ơi cò cò má ơi. Đây là bệnh viện tâm thần. Cái khúc này là khúc vàng nè, tôi thấy trên mạng bữa hôm nó kẹt xe như này. Ôi giờ là nãy nó tới đâu rồi? Quên mất rồi, gặp cò quên mất. Đây là khúc đường vàng hiện tại, khúc đường này là được cho rằng là Vingroup họ họ sẽ đầu tư, nhưng mà theo tin tức mà tôi được biết đó, họ chỉ làm cái khảo sát thôi, còn họ đầu tư hay không đó, khi sau khi mà cái đội khảo sát của họ 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 khảo sát xong họ sẽ về báo cáo với công ty, và có đầu tư hay không đó, thì họ sẽ tiếp tục bước thứ hai. Rồi ở đây anh phân phân nền đó. Trời trời ở dưới này nó trải nhựa luôn rồi, trải nhựa nên nó phun ra luôn rồi trời. Thì từ khúc đường 51 mà xuống ủy ban huyện Châu Đức thì nó khoảng 5 cây nữa. Ô ai gọi vậy trời ơi, thằng em gọi. Ôi trời ơi cò dưới này còn nhiều lắm. Trời ơi các bạn ơi, sao mà các bạn đâm đầu xuống đây mà mua đầu tư thế trời ơi. Cò kìa, cà phê mà đầy cò chết cha, tắt máy. Đầy cò quá trời quá đất, quá trời quá đất, xịn số rồi. Ui thì sau chuyến đi này tôi có thể nói, tôi có thể khẳng định với các bạn là các bạn khi mà đầu tư thì các bạn hãy tỉnh táo, chứ có tiền tôi cũng trả xuống đây tôi mua đất hiện tại làm gì cả. Thì cái mô hình ở dưới này nó được độ giá lên bởi một cái văn bản của bác Phạm Nhật Vượng. Nhiều mét ngang tùy nơi à, có những nơi 150 200, có những nơi nó hết 500, lũ điên nữa à, người thích nó hết nữa. anh nhớ rõ ràng, anh nhớ rõ ràng cách đây 2 năm là 65 đến 100 là hết cỡ á.
Hay giờ mà ở dưới mà người ta có bán á thì là chắc là giá hợp lý là 100, 150 là hợp lý á. Ừ, trong loay loay quay trong khoảng đó à. Mấy anh mẹ năm 450, 500 nghe. Nghe bán. Ủa, nên cái bạn